Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết đã thu được hơn 100.000 tấn thịt đông lạnh đã quá hạn, bao gồm thịt gà, thịt bò và thịt lợn, được định giá lên tới 3 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 483 triệu đô la Mỹ. Đây là một trong những vụ buôn lậu thịt lớn nhất từng bị phát hiện ở Hồ Nam, Trung Quốc. Khi bị bắt giữ, số thịt này đã bị thối rửa và đang trên đường vận chuyển tới thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc nhằm tiết kiệm chi phí tới mức tối đa. Thịt được vận chuyển trong các xe tải thường không có hệ thống giữ lạnh, tức là các gói thịt đã bị rã đông vài lần trước khi xuất hiện trong bếp ăn các nhà hàng hay trong các siêu thị. Bọn buôn lậu dự định sau khi tới thành phố Trường Sa sẽ phân phối số thịt trên tới nhiều nơi như tỉnh Quảng Đông, Tứ Xuyên và thành phố Trùng Khánh. Loại thực phẩm bẩn này có thể nhiễm nhiều loại virus, trong đó có virus cúm da cầm H7N9. Cuộc bắt giữ băng nhóm buôn lậu thịt ở Trường Sa là một phần trong cuộc truy quét thịt bẩn tại 14 tỉnh của Hải quan Trung Quốc trong tháng này. Trong khi đó, nhiều chuyên gia tại Trung Quốc đã đề xuất thành lập một mạng lưới giám sát chất lượng thực phẩm toàn quốc, cũng như ngăn chặn những loại thịt đã quá hạn hàng chục năm như thế này lại tràn vào thị trường.